Xin chào các bạn, anh chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Xây Thành. Hiện tại nhân đang đứng trước Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng. Hiện vị trí này là quốc lộ 50 hả anh chị. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản trong con hẻm 378 đường quốc lộ 50 này nha. Thì cái hướng này là ngã tư đèn xanh đèn đỏ, chứ là đường ngã tư với đường số 10 và quốc lộ 50 ha, vào khu ủy ban nha anh chị. Và hẳn ra đại lộ Nguyễn Linh. Còn hướng ngược lại của mình nè anh chị, thì tấm bảng chỉ dẫn đằng kia ha, tấm bảng chỉ dẫn đằng kia là bến xe quận 8 nha, đường Tạ Quang Vũ anh chị, chung cư Pegasus ha, và về lại trung tâm quận 5, quận 6 qua cầu Dài Dài ha, khoảng 10 phút nha anh chị. Anh chị đứng ở đây thấy luôn cái tòa nhà Thượng Kiều ha, tòa nhà cao tầng màu xanh lá cây phía trước á, là tòa nhà Thượng Kiều ha anh chị. Đây mình chạy trỏng thì khoảng 10 phút nha anh chị. Ở đối diện với nhà Hút Long Châu nha. Hẻm vào nhà của mình là hẻm 378 nha anh chị. 378 gần bến xe quận 8 ha. Ở căn nhà nhân sẽ giới thiệu cho anh chị mình là 1.750.000.000 nha. Vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha anh chị. Ở dân đi vào trong quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem ha. Chiều ngang của căn nhà mình đó là 4m nha, và chiều sâu vào là 7m. Đó, một trệt và một lầu, hai phòng ngủ. Cách nằm trong con hẻm nội bộ, cách mặt tiền đường xe hơi chỉ khoảng 20m trở lại thôi nha anh chị. Khoảng 20m là tới vị trí căn nhà của mình rồi ha. Nó mình qua cái dãy nhà màu xanh này là tới vị trí căn nhà của mình rồi nha. Đây, phía trước mình nè. Rồi tới cái cây mai ha, tới cây mai này tới nhà mình rồi nha. Rồi căn nhà mình trong con hẻm nội bộ này nha. Ở trên đây thì mình lấn ban công qua được khoảng 1m2 nha anh chị. Đó, cái sino ở trên là đúc nha. Đó, mình có cái ban công lớn ra được khoảng 1m2. Theo cái hẻm trong đây có khoảng 3 căn nhà thôi nha anh chị. Trong đây chỉ có khoảng 3 căn nhà thôi. Đó, ở đây thì chủ cũng có tường cao ráo lên tới trên này nha. Căn nhà mình là ngay chỗ cái ban công lớn ra ha. Và anh chị mình xem cách cái mặt tiền nè. Đó, cách mặt tiền khoảng 15-20m thôi nha anh chị. Đó, ra vị trí ngay chỗ nhà Hút Long Châu đầu video ha, ngoài kia nha. Ra tí xíu là tới rồi. Đó, hẻm đi thông vào trong. Nằm gần ủy ban nhân dân ha anh chị, nằm gần ủy ban dân xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh mình ha, nằm gần đó, đây mình chạy ra ha, đó đây ra kia nha, rồi đi ra kia nha, rồi đây ha, đi vô quay cho anh chị mình xem nha. Ở đây thì chủ lớp tường cao lên, mình thì nhà mình không có đối diện với nhau, anh chị mình có hẻm này hình dựng chân chống đứng lên ha, để xe phía trước này cũng thoải mái nha. Cửa là sử dụng cửa sắt 4 cánh nha. Đây địa chỉ của căn nhà mình nè anh chị, đây là địa chỉ của căn nhà mình ha, A3/36 ấp 2 ha, ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh nha. Chiều ngang của căn nhà mình là 4m nha anh chị. Đó, và sâu vào với tới bên trong á là 7m nha, ngang 4 sâu vô 7, cách mặt tiền nè, cách ra ngoài kia mấy bước là tới rồi. Đó, khu dân cư hiện hữu hết nha anh chị, khu dân cư hiện hữu hết. Trong đây mình có căn nhà của mình nè, 1 là 2 3 căn ha, đúng 3 căn nha anh chị. Cửa thì sử dụng cửa sắt 4 cánh, ở trong thì chủ sử dụng tông màu sáng, ốp gạch cao lên tới khoảng 1m rồi. Đó, ốp gạch cao lên 1m rồi nha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng đông bắc ha, hướng đông bắc nha anh chị. Đó, đây là không gian ở dưới tầng 1 của mình nha anh chị. Nhà mình điện chính nước chính nha, nhà mình điện chính nước chính ha, giá là 1.750.000.000, còn thương lượng trực tiếp với chủ nha anh chị. Đó, hẻm trước nhà của mình nè, đó đồng hồ điện nha anh chị, đó đồng hồ điện nha. Đó, ê, quên, xin lỗi chị, đồng hồ nước nha, đồng hồ nước nha, đồng hồ điện bên này, đó đồng hồ điện bên này. Nhà mình thì không đối diện nhà với nhau, trong đây chỉ có 3 căn nhà thôi, trong hẻm nội bộ cách mặt tiền xe hơi thì chỉ khoảng 15-20m trở lại thôi. Hẻm 378 mình đi vào ha, 378 đường quốc lộ 50 mình đi vào nha anh chị. Một trệt và một lầu, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh nha. Hướng nhà là hướng đông đông bắc. Giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 1.750.000.000, còn thương lượng trực tiếp với chủ ha anh chị. Đó, anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 nè, kênh YouTube Bất Động Sản Xây Thành ha, nằm gần bến xe quận 8, gần khu dân cư Pegasus, nằm gần ủy ban ha, đối diện với lại nhà thuốc Long Châu, hẻm 378 mình đi vào ha. Đó, cầu thang mình đi lên ha, cầu thang là cầu thang đúc mình đi lên nha, mặt đi bằng đá hoa cương đen và ta vịn là ta vịn sắt nha anh chị.
đó, đi theo chiều thuận kia đồng hồ ha, đi theo chiều thuận kia đồng hồ nha anh chị. Đó, không gian phía trước nhà nè rộng rãi ha, đó gạch này gạch 6 tấc nha anh chị, 1 2 3 4 5 6 ha, 6 cục gạch ha, với hai bức tường còn kia còn miếng gem nhỏ nữa kìa ha. Đó, chiều sâu vào của căn nhà mình nè, đó chiều sâu của căn nhà của mình ha, đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 viên ha, 11 viên còn một khúc trắng chỗ này nha, còn cái thiệp phía trước đó kìa anh chị, nó phía trước chỗ đó nữa nha, nó cái miếng đá qua cường chỗ đó nữa nha, sổ hồng thì căn nhà mình ha, thì pháp lý là mình mua bán căn nhà này thì mua bán qua quy bằng và lập văn phòng ở phường Bắc Lại ha, hình thức mua bán của mình ha, nó 1 tỷ 750 triệu. Và bây giờ nhân sẽ chép thông tin quy hoạch cho anh chị mình xem luôn, căn nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị, đó để cho anh chị mình biết là đây đúng diện tích cái thước có tọa độ bản vẽ luôn nha anh chị. Đó, giấy phép đóng thuế hàng năm đầy đủ hết nha. Đây ha anh chị. Đó. Cái chấm màu xanh là nó chỉ mình đang định vị mình chỗ này ha. Đó. Diện tích đất của mình nè. Nó có tọa độ sẵn luôn nha. Thì sau này mình dựa vào tọa độ và mình cắt sổ ra làm ha. Đây, một căn bên ngoài nè, căn mặt tiền nè anh chị, căn mặt tiền nè, tới căn mình nè ha, rồi căn trong nè, 28 m² nha, 28 m² ha anh chị. Đó, đất ở khu dân cư hiện hữu, đất màu nâu nâu này ha, khu dân cư hiện hữu nha. Đây anh em tiếp tục quay chi tiết cho anh chị mình xem nha. Thì ở đây thì có một cái không gian bếp phía sau và cái nhà vệ sinh nằm ở góc này ha, ở dưới nhà vệ sinh nè, bên hông đây chủ cũng đi đường nhà nước đó, đi đường ống nước để mình đi máy giặt và có đi được dây điện cho anh chị mình hết rồi nha. Đó, đây ha anh chị, dưới chân cầu thang ha, giặt giũ phơi đồ đây ha, rồi không gian một cái tủ bếp dưới, tủ bếp trên, mặt bếp sử dụng tông màu ở trong ha, tông màu đen, lót gạch ha anh chị, và trong cũng lót gạch nha, cũng lót gạch. Ở đây có cái bồn nước rửa, đó bồn rửa ha, và cái căn mặt tiền phía trước của mình á, căn mặt tiền của trước của mình ha, mình là nằm sau lưng căn mặt tiền phía trước nè, từ vị trí này ha qua tới bên kia là 7 mét nha, và căn nhà của mình thì căn mặt tiền phía trước nó còn tới đây rồi, nó tới đây rồi, còn đây là cái hẻm của nó nè, thì chủ cũng tận dụng cái không gian này mở được cái khoảng trống chỗ này ha, để cho khi mình nấu ăn quét dọn nấu ăn trong đây thì không khí nó lùa ra bớt, nó cũng đỡ thoáng cho căn nhà của mình nha. Thì anh chị mình xem cái trần nhà của mình nè, đó trần nhà mình cũng cao ráo nha anh chị, đó trần nhà cũng cao ráo nha. Không gian nè, đây là phòng khách ha, đó không gian cầu thang, chỗ rửa, chỗ giặt đồ, không gian bếp, nhà vệ sinh, dưới đây có cái sàn nước nhỏ nhỏ ha, mình về cái đi chợ bỏ những thịt cá xuống đó ha, quăng đó đi rồi mình uống sử dụng xử lý sau xử lý ha. Đó, trần nhà cao ráo nha, hướng nhà là hướng đông bắc nha anh chị, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Bây giờ đi lên trên cho anh chị mình xem không gian ở trên nha. Đó, cầu thang đi lên nè, các bước đi ha, đó bước đi của mình đi nè, cũng rất là thoải mái nha. Nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Đó. Mua bán thì cao lập quy bằng ở văn phòng vừa phát lại ha, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, có tọa độ bản vẽ, có giấy đóng thuế hàng năm hết trơn nha anh chị. Đó, đây cầu thang đi xuống nè, cũng cầu thang mình cũng rộng rãi thoải mái ha. Đó, cái lỗ chỗ trống ngay chỗ vị trí này thì cũng đó, chỗ trống này nè cũng rộng rãi nha. Đó, anh chị mình xem ha, cũng rộng rãi nha. Còn đây là không gian ở phía sau của mình nha, ở phía sau của mình nha anh chị. Đó, phòng ngủ phía sau ha, cửa là sử dụng cửa nhôm sifa. Ở trên đây thì cũng lót gạch cao lên tới 1m2 rồi, ở đây cũng lót gạch cao lên 1m2 rồi nha anh chị. Đó, rộng rãi nha, trần nhà trên đây đóng là phòng thì xài phải đèn tiếp, đèn led nha, tiếp led ha anh chị. Đó, hai cây ha, cũng đủ độ sáng rồi. Ở trần nhà cao ráo ha, đây 1m2 còn khúc trên ha, trần nhà cao ráo nha. Nằm trong con hẻm nội bộ chỉ có 3 căn nhà thôi. Và ở đây cái còn cái khoảng trống là anh chị, bức tường nhà bên căn nhà mặt tiền nè. Đó, tường nhà mặt tiền nè ha. Đây rồi kia. Còn cái hẻm trước nhà, trước nhà mình qua đây. Thì chủ tận dụng mở cái không gian phía sau ha. Đó, mở không gian phía sau đây ha. Rồi. Bây giờ ở đây phòng giao sử dụng đông á, thì mình tạo thêm cái phòng chỗ này nữa ha, chia phòng ở chỗ này cũng được ha. Đó, đây phòng ngủ lớn phía trước nha, phòng ngủ lớn luôn nha anh chị.
Đó, phòng ngủ lớn, trần nhà cao ráo nha. Thì có cửa sổ, cửa lùa ha. Và cái ban công phía trước của mình 1m2 nữa nè. Gạch thì ốp gạch cao lên tới trên rồi. Đèn thì sử dụng đèn led ha. Hệ đèn led, led tiếp, chứ không phải dạng nguồn led tròn mà gắn ở trên dạng như mấy cái la phong mà đóng giật tầng ha. Thì người ta sử dụng hệ đèn đó. Còn la phong này thì sử dụng cái hệ đèn này, nó hợp lý. Và rồi giá là 1.750.000.000, giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nha anh chị. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nha. Đây đó, đây cái ban công của mình nè anh chị, ban công của mình nè. Đó ban công của mình ha, đây ban công của mình nè, mình xem ban công nè anh chị. Đó, rộng rãi nha. Cửa thì sử dụng cửa sắt đi ra ngoài. Đó 1, 2, 3 gạch, 4 gạch ha. 1m2 nha. 1m2. Rồi cách mặt tiền nè anh chị, cách mặt tiền nè. Đó, cách mặt tiền nè. Cái dãy nhà màu xanh này á, cái căn nhà màu xanh này á là cái mặt tiền đường quốc lộ 50 nè. Ngay hẻm 378 mình đi vô ha, ra hết cái căn nhà màu xanh này là tới vị trí rẽ phải, rẽ trái vào nha, rẽ trái vào. Đó, một căn nhà là tới rồi. Đó, đây. Giá là 1.750.000.000 đó anh chị, còn thương lượng trực tiếp với chủ ha. Mình xem lại không gian của căn nhà mình một lần nữa nha. Đây là phòng ngủ phía trước nha, phòng ngủ phía trước nha. Hướng nhà của mình là hướng đông bắc nha anh chị, hướng đông bắc ha. Pháp lý thì mình mua bán cái này qua trong phòng thừa đất lại và lập vi bằng nha anh chị. Đó, nhà mình thì nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, đã chép tọa độ cho anh chị mình xem rồi đó ha. Đó, 1.750.000.000 ha. Giá này vẫn còn thương lượng nha anh chị. Đó, được hai phòng ngủ. Cách bến xe quận 8 thì chỉ khoảng 200m thôi. Và mình qua quận 1, qua quận 5, quận 6, qua cầu Chà Già thì chỉ khoảng 10 phút đi xe máy thôi anh chị, 10 phút đi xe máy là tới liền nha. Đó, ở đây thì mình để có để được cái xe rộng rãi ha, ngang tới 4m nha, ngang tới 4m anh chị. Cửa sắt 4 cánh, nhà không đối diện nhà với nhau. Đó, mình có thể dựng xe khép nép vô tí xíu. Và mình để xe trong đây chỉ có 3 căn nhà thôi nha. Chỉ 3 căn nhà thôi nha anh chị. Hẻm 12 xe máy chạy qua lại được. Đó, không gian của mình dưới trệt nha. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 nè. Hoặc có bất động sản cần ký gửi thì hãy liên lạc để Nhân trực tiếp tính quay cho anh chị mình nha. Quay là hoàn toàn miễn phí nha anh chị. Đó, hãy chia sẻ video cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 1.750.000.000 ha anh chị. Với kích thước ngang 4m và chiều sâu vào là 7m để bạn bè người thân của mình có thể nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha anh chị. Đó, cách mấy bước là gặp tiền. Địa chỉ căn nhà mình là A3/36 ấp 2 ha, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm quận 5, quận 6 chỉ khoảng 10 phút thôi nha, gần bến xe quận 8 nha anh chị, gần bến xe quận 8 ha. Ở gần khu dân cư BG Suốt, Tạo Quang Bủ ha anh chị. Rồi nhưng xin nhắc lại thông tin chung của căn nhà mình ha, và kết thúc video ở nhà ở đây nha. Anh chị và các bạn vừa xem xong video review bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Nhân vừa review cho anh chị căn nhà ở địa chỉ là A3/36 đường quốc lộ 50, phường xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì nằm ở hẻm 378 quốc lộ 50 đi vào ha, hướng từ cầu Chà Già về lại đại lộ Nguyễn Văn Linh đó. Thì từ cầu Chà Già mình chạy qua quận 5, từ ở đây từ căn nhà mình chạy tới cầu Chà Già qua quận 5, quận 6 thì chỉ khoảng 10 phút nha, nằm gần bến xe quận 8, gần gần khu dân cư BG Suốt nha anh chị. Chiều ngang của căn nhà mình đó là 4m và chiều sâu vào là 7m anh chị. Hướng nhà của mình là hướng đông bắc và kết cấu của căn nhà mình là một trệt và một lầu nha, nhà đúc kiên cố nha. Đó, nhà hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 1.750.000.000, 1.750.000.000 vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ ha anh chị. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 hoặc 0922 39 39 39 nha. Kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành, hãy nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình anh chị. Hãy like video để ủng hộ kênh nha, và chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở giáp với lại quận 8 ha, rất là gần qua quận 5, quận 6 chỉ khoảng 10 phút thôi. Đó, qua cầu Chà Già là mình tới rồi nha. Đó, thì Nhân có quay rõ ràng cho anh chị mình xem rồi đó. Anh chị mình có bất động sản cần ký gửi thì liên lạc với Nhân qua hai số điện thoại trên màn hình ha anh chị.
Cái thước của căn nhà mình là 4.700 nha, một trệt một lầu, có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh nha anh chị. Thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau.